Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Đinh Quang Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin chào khán giả và Ngọc Lan. Ờ à, hôm nay quý vị sẽ nhìn thấy ở trên áo của Ngọc Lan, trên à, vé áo của bác Thái đều có logo của Leader Sài Gòn TV. À, hy vọng từ đây về sau tất cả những khán giả nào khi xem những cái bản tin mà thấy à, những à, À, những người à, trình bày những sứ ngôn viên nói chuyện mà có cái logo trên áo biết đó là bản tin của leader Sài Gòn TV à, chứ không phải là từ ở nơi nào hết để biết là có nhiều nơi ngay sau khi bản tin vừa post lên là bị à, cái nạn ăn cắp đủ thứ hết à, từ à, chiều ngày hôm qua thì bắt đầu tên tất cả à, báo chí trong ngoài nước khắp nơi đều nói đến một cái tin rất là quan trọng mà mọi người theo dõi chưa bao giờ có tiền lệ luôn. Đó là ông cựu tổng thống Donald Trump đã bị đại bộ thẩm đoàn truy tố Mời bác thầy Thưa quý vị, cái tin này nó nổ ra từ lúc khoảng độ 2 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua Từ Washington Post cho tới New York Times, tại nước Mỹ, CNN, Fox News và Âu Châu Hầu hết tất cả các báo đều nói về tin này Và suốt một đêm hôm qua, chúng tôi thức cho tới một giờ đêm coi news không có một đài nào nói một cái gì khác hơn cái tin này. Họ phân tích tất cả mọi khía cạnh dẫn tới cái chuyện này. Nhưng mà cái một điều buồn cười là ông Trump ông tuyết ra. Đó, ông gửi cái tuyết ra. Thì phải thay vì ông dùng cái chữ indicted tức là truy tố. Thì ông dùng cái chữ indicate. Lại là cái lý do để cho người ta giễu nữa. Indicate tức là mình chỉ một cái điều gì đó. Còn indicted tức là truy tố. Ông viết có thể lầm thôi. Nhưng mà người ta giễu là người ta giễu. Một cách tóm tắt thì thưa quý vị. Đây là một cái vụ điều tra nó cũng kéo dài lâu rồi. Tức là năm 2016, cái lúc mà ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống đó, nó xảy ra một cái chuyện có một cái cô nữ tài tử chuyên môn về phim người lớn, tức là phim X, là Stormy Daniel. Daniel đã tố cáo rằng ông có ăn nằm với cô ấy, với bà ấy thì đúng hơn. Thì ngay lập tức sau đó nó, uh, cái vụ đó được xem như là chìm xuống một thời gian vì về phía ông Donald Trump qua cái ông luật sư Michael Cohen bỏ ra 130 ngàn để mua cái sự im lặng của bà Stormy Daniel. Vừa cái chuyện nó cứ thế nó vỡ lỡ ra từ từ từ. Ông luật sư Michael Cohen vì khai không đúng sự thật trước cái ủy ban của Hạ viện cho nên bị đi tù. Và ông là người 10 năm là luật sư của ông Trump. Và từng nói rằng nếu mà ai bắn ông Trump đó, thì tôi tôi tức là Michael Cohen sẵn sàng lấy thân mình ra tôi đỡ cho ông tổng thống của tôi tức là trung thành đến như thế nhưng mà khi ở tù xong thì ông xét lại ông không được bởi vì cái này ông ông bị gọi là con dê tế thần ông bị bán đứng đó thế sau khi mà ông thỏa thuận với lại tòa án được ông sẽ nói sự thật thì ông được thả và bây giờ đó, không biết ngày hôm qua cái cái verdict tức là cái 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 vụ bỏ phiếu này đó vào lúc hai giờ mười thì vào lúc 1 giờ 45 phút ai là nhân chứng cuối cùng đi ra khai có 30 phút thôi. Thì 30 phút sau là đại bồi thẩm đoàn họ bỏ phiếu lên. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ chờ. Bởi vì thưa quý vị trong cái thuật ngữ của chính trị người ta gọi đây là một cái vụ unsealed. Tức là vẫn còn giữ trong kín đáo bí mật. Một hai ngày nữa đó thì tránh công tố viên tại Manhattan là ông Avin Brack sẽ công bố những chi tiết liên quan đến cái cuộc bỏ phiếu đó. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ biết là sẽ có truy tố, mà truy tố đó thì bây giờ các đài đều nói sáng ngày hôm nay tôi nghe chương trình của đài National Public Radio đó, thì chính luật sư của ông Donald Trump trả lời như thế này. Ông Trump đã biết chuyện này từ trưa ngày hôm qua và ông Trump sẽ có mặt tại New York vào tuần tới thì tin bây giờ ai cũng biết là ngày thứ hai ông Trâm sẽ có mặt để thứ ba vào khoảng 2 giờ ông sẽ ra trước cái uh, gọi là ủy ban công tố của Manhattan District ấy, để làm cái thủ tục mà <laughs> nhận tội nhận tội đây không có nghĩa là là guilty đâu nhé nhận cái thủ tục truy tố nó rắc rối lắm rồi uh, tôi có tìm hiểu với một vài luật sư về vấn đề hiến pháp thì cái câu hỏi được đặt ra như thế này này Tại sao một người chưa bị đưa ra tòa để xác nhận rằng guilty or not guilty, tức là có tội không có tội, mà theo đúng thủ tục, vô tư công tư viên là nó còng tay ngay, ừ. Còng tay ngay lập tức, rồi sau đó, đó sẽ lăn tay, sau đó nó gọi là uh, smart shot, tức là chụp cái hình mà mình cầm cái 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 bảng đó để thiêu tên mình, này, ngày sinh tháng đẻ, vân vân để xem như có số tù thì các luật sư về hiến pháp họ nói rằng đó là cái thủ tục về tòa án của nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là ông Trump có tội. Ông Trump thì phải nhận một cái thủ tục là một người bị truy tố nhưng mà vẫn bị chụp hình, vẫn bị smart shot. Thậm chí may là chắc là nó không có làm với ông Trump. Nhưng mà với một người bình thường khác nó có một cái thủ tục nó gọi là cảnh sát điệu hai bên đó, mà người đó bị còng tay ra phía sau lưng để dẫn tới trước cái phiên cái ông tránh công tố viên như là những người phụ tá của ông trump đều bị còng tay hết phải không à, cái ông mà, mà nổi tiếng phụ tá của ông trump là ông steve bannon ừ. bị còng hai tay đó phía sao? tới trước cái tòa án xong ngồi xuống bàn nó mới được tháo còng đó thành thử ra người ta nghĩ là ngày thứ ba sắp tới ông donald trump sẽ có mặt tại tòa án và luật sư sáng nay nói là he surrender himself tức là ông sẽ tự trình diện và ngay lập tức ông sẽ tuyên bố là ông vô tội ông tuyên bố ông vô tội thì lấy làm gì để có một cái nó gọi là tại ngoại hầu tra tức là không bắt giữ gì hết ông ra rồi sau đó ông kiện lên tới các pháp viện hay là sao đó mình không biết nhưng mà thưa quý vị đây là một chuyện nổ lớn lắm rồi bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ có một vị cựu tổng thống bị truy tố về tội hình sự chứ còn có một ông tổng thống khác đã từng bị truy tố về cái tội đáng nhắc là cưỡi ngựa chạy quá tốc độ ở New York thì cái đó không kêu là tội hình sự nó gọi là tội nó gọi là lật vặt đó tội ừ. dạ, tội dạ nó không gọi là người ta không người ta không gọi là tội hình sự thành ra đối với trường hợp của ông Donald Trump thì đi cho đến giờ phút này ông là uh, tổng cựu tổng thống, ông là người đầu tiên cho là cựu tổng thống hay là tổng thống gì đó đều là bị tội hình sự đầu tiên. Người ta chưa biết là điều gì nó sẽ xảy ra trong những ngày tới đây. Um, có nhiều nhiều những cái dự đoán, nhiều những cái dự đoán um, ngày hôm qua đó thì người ta dự đoán là biết đâu chừng là ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày thứ sáu là cũng sẽ có những cái gì đó nó bùng nổ nhưng mà rồi thì lại có người nói rằng uh, chắc là phải chờ đến tuần tới tuy nhiên ngày trưa hôm qua sau khi mà tin này đã được uh, chính thức là đại bồi thẩm đoàn đã tuyên bố là ông uh, bị truy tố tội hình sự thì uh, cảnh sát ở new york bắt đầu triển khai bắt người ta chuẩn bị hết mọi tình huống có thể xảy ra bởi vì không biết được không biết được khi mà ông uh, donald trump cái lực lượng những cái người mà ủng hộ ông đó tôn sùng ông á vẫn còn rất là nhiều tại vì bạn của bác Thái mà cho nên à, hai uh, bạn tôi đấy đốt nó cho ông uh, tôi, nhắc dạ. đến mỗi ngày ông luôn. đâu phải yeah. ông là tổng thống nước Mỹ cái cái <laughs> luôn. Yeah. Uh, cho nên là người ta quan tâm rất là nhiều chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tình hình nước Mỹ trong những ngày tới như thế nào rồi uh, với cái chuyện mà truy tố ông như vậy thì uh, những cái tiền lệ gì sẽ được đặt ra, những cái điều gì người ta sẽ xem xét tới, rồi nó sẽ như thế nào nhiều, dự đoán những ngày tới sẽ như thế nào bác Thực sự ra chắc là không có bạo loạn như ngày 6 tháng ừ. riêng. Bởi vì uh, uh, chúng ta theo dõi tin tức, chúng ta biết là hiện nay đấy New York là một cái thành phố và cái số lượng cảnh sát lớn nhất tại nước Mỹ. Họ có 36.000 cảnh sát mặc sắc phục nhé. Ừ. Và 16.000 người dân sự. Thì trong thời gian vừa qua họ huy động hết. 36.000 cảnh sát mặc sắc phục đã túc trực rồi 16.000 cảnh sát dân sự nữa Đó là chưa kể cơ quan FBI Tức là cơ quan điều tra liên bang Mỹ à, Cái lực lượng à, gọi là Mật vụ Tức là Secret Service Và đặc biệt là cái lực lượng chống khủng bố Đều đã họp hết Và mấy ngày vừa qua Đã có một số người ủng hộ ông Trump Đến trước Manhattan District Để biểu tình ủng hộ ông Trump ừ. Nhưng mà người ta nói buồn cười lắm Tôi xem hình ảnh đó vào báo chí họ tường thuật lại vào cái số người biểu tình còn ít hơn cái số camera của các phóng viên họ đặt hai bên đường họ quay nữa. Có vào khoảng lèo tèo chừng độ 20 người trong cái nhóm gọi là Youth Trump Club tức là một cái câu lạc bộ những người trẻ mà ủng hộ ông Trump. Còn phía bên kia đường là những người chống ông Trump còn đông hơn những người mà ủng hộ ông Trump nữa. Đó là chưa kể tất cả những cái người mà gan dự vào cái vụ tấn công tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng Giêng, mà sừng sỏ là những cái tay lãnh đạo đó bị bắt hết rồi và bây giờ những người còn sót lại họ sợ cho nên họ lên truyền hình họ nói với nhau họ nói trên truyền hình nữa đừng bao giờ dính vào cái chuyện bạo động này nữa thành thử ra tôi không tin là sẽ có bạo động gì cả và đó là chưa kể đối với luật pháp của mỹ đó, thì không có chuyện đùa như vậy được xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một bốn ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị như hồi nãy ở phần đầu đó thì bác Thái có nói là từ hồi trưa chiều hôm qua khoảng sau 2 giờ ngày hôm qua thì tất cả các hãng truyền thông lớn đều đưa tin liên quan đến vụ ông Donald Trump bị truy tố. Nhưng có một cái điều lạ đó đó là nếu từ cái hồi cái cuộc bầu cử chuẩn bị rồi ông sau cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vân vân. Quý vị sẽ thấy trên Facebook á, tràn ngập tin tức của mình chỉ nói riêng ở trong Facebook của người Việt Nam thôi là đây những cái chuyện mà liên quan đến ông Donald Trump họ bàn tán, họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó với những cái cuộc điều tra tiếp theo rồi những người trong cái cuộc bạo loạn đó bị truy tìm, bị truy tố, bị bắt thì tự nhiên lắng hết tất cả những người mà mình đã từng xem là những người mà uh, ủng hộ ông Trump uh, gọi là nhiệt tình nhất đó cũng không bàn gì đến những chuyện đó hết và đó là lý do mà từ ngày hôm qua thấy ở trên mạng xã hội những cái tin tức mà liên quan đến ông Trump để bàn bạc để đương nhiên những người ủng hộ ông sẽ bày tỏ một cái sự là có thể là phẫn nộ có sự là bất bình với lại cái uh, uh, cái điều này nhưng mà không ai nói gì hết là bởi vì ngay trước đó khi mà ông lên ông kêu gọi cái chuyện là hãy chuẩn bị biểu tình nếu như ông bị truy tố vân vân thì những người coi như là ủng hộ ông nhiệt tình nhất những người mà gọi là uh, giống như là đứng đầu hay là cầm đầu của những cái nhóm mà ủng hộ ông ừ. á người ta cũng đã lên để nói rằng là coi chừng đó là những cái bẫy uh, có thể là sẽ bị theo dõi, bị bắt vân vân. Thì đó là một hiện tượng mà chúng ta sẽ thấy ở trong lần này so với cái lúc mà ông kêu gọi uh, lúc mà ông ra tranh cử vào năm 2020 rồi sau đó sau cái vụ bạo loạn à, ngày 6 tháng Giêng vân vân, nó khác khác đi rất là nhiều. Thưa quý vị cái câu chuyện mà chúng tôi sắp ừ. uh, kể hầu quý khán giả của Little London TV sau đây cho thấy rằng luật pháp của nước Mỹ rõ ràng là nobody above the law, không ai được đứng trên pháp luật cả. Ở à, đây là không phải là lần đầu tiên một vị uh, tổng thống học uh, cựu tổng thống bị uh, truy tố mà đã có một ông tổng thống tại vị bị bắt rồi đó là ông tổng thống Ulysses Grant bị bắt vào năm 1872 một cái vấn tắt chúng ta đều biết là trong cái cuộc nội chiến của nước Mỹ đó thì phe miền Nam muốn bảo vệ uh, cái chế độ nô lệ để có người làm việc đồng áng phục vụ trong nhà mình còn phía miền Bắc á thì là muốn giải phóng nô lệ thì ông đại tướng Grant là người của phe miền Bắc chiến thắng ông đại tướng Lee là người phe miền Nam đây là cái sự oái oăm của lịch sử mà hay lắm là năm 1872 thì có một người cảnh sát tên là William West, ông này lại sinh ra trong một gia đình là uh, gọi là cái gì đấy, người uh, nô, lệ. nô lệ, tức là một ông da đen người nô lệ. Trong lúc ông đang đi tuần tra ở bên New York thì ông thấy có một người cưỡi ngựa rất lẹ, vượt tốc độ và nhảy qua một cái một cái rào cản đó, thì ông William West ông chặn người này lại ông ngỡ ngàng bởi vì ông đại tướng ly tức là tổng thống ly lúc bây giờ. À xin lỗi tổng thống Grant chứ ông Lee đã thua cuộc rồi. Thì đây là nguyên văn câu của ông uh, sĩ uh, hạ sĩ cảnh sát người da đen William West nói như thế này. I'm sorry, Mr. President. Tôi xin lỗi tổng thống. Tôi biết người ông là cái người lãnh đạo toàn đất nước này. I am nothing. Tôi không là cái gì hết. But a policeman. Tôi không là cái gì hết nhưng mà tôi là một người cảnh sát. Duty is duty. Tức là nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cho nên thưa với tổng thống, tôi bắt buộc phải bắt ông. Đó. Bắt ông ông, 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 ông tổng thống Grant xong đó và tòa án tha gọi là tại ngoại hầu tra với cái số tiền đóng là 20 mỹ kim của năm 1872 tức là một khoảng 500 mỹ kim bây giờ. Nhưng mà cái hay nhất đó là ông tổng thống ra, ông không phiền hà gì cái ông cảnh sát này hết, mà ông còn khen ngợi nữa, ông bảo cái ông cảnh sát William West này đúng là cái người làm việc một cách gọi là cương trực, giữ được cái nhiệm vụ và bổn phận của mình với tính cách là một người đứng ra để thi hành luật pháp và bảo vệ luật pháp, hay không? Anh em, chính vì cái vụ mà ông Trump bị truy tố ngày hôm qua, đó. báo chí về nó khui lại cái chuyện này, họ bảo rằng trong lịch sử nước Mỹ đã có một ông, ông Trump là cựu tổng thống ông đại ông tổng thống Grant là đương kim tổng thống hồi bây giờ mà ông xuống ông nói trong cái câu chuyện ông bảo là ông cảnh sát này hay lắm ông Mr. William West ở ông West ông bảo là tôi chả có nghĩa lý gì hết nhưng mà tôi là cảnh sát thì tôi bắt ông <cười> <cười> đó là cái nền dân chủ của nước Mỹ nhưng mà thưa quý vị ngày hôm qua cái đại bồi thẩm đoàn họp như vậy họ làm cho phía ông Trump ngỡ ngàng ở chỗ này sáng ngày hôm qua cái tin đó, là đại bồi thẩm đoàn đã quyết định sẽ không họp lại cho tới cuối tháng Tư để quyết định về chuyện này. Như vậy thì rất nhiều người đinh ninh ôi như vậy. có nguyên một tháng Tư đặc biệt là cái mùa 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 lễ phục sinh sắp tới nữa, à, thì người ta tin rồi. Ở phía ông Trâm cũng nghĩ là ôi không một tháng không có vấn đề gì hết. Cho nên ngày hôm qua phía luật sư của ông Trâm bảo trong lúc đang ngồi họp tại mặt Alago, cái tin này nó đến với ông Trâm mà phía Công tố viên chính thức gửi văn thư rồi, báo cho ông Trâm biết là chúng tôi truy tố ông và ông phải là trình diện trước tòa tuần tới. Thì cả cái staff của ông Trâm, bộ tham mưu ông Trâm ngỡ ngàng hết, bởi vì họ không ngờ là đại bộ thẩm đoàn lại quyết định lẽ như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải chờ xem uh, là cái gì bồi thẩm đoàn của một phiên tòa sắp tới sẽ xử như thế nào. Đại bồi thẩm đoàn và bồi thẩm đoàn thì nó khác nhau ở sao ạ? Grand jury tức là đại bồi thẩm đoàn, còn jury là uh, bồi thẩm đoàn. Grand jury đó là do một vị công tố viên mời một cái số người trong một cái thành phố, con số của New York là 23 người. Những người đó được chọn lựa một cách uh, uh, gọi là công khai và không có bị mang cái tính thiên vị với một ai hết. Cái nhiệm vụ của đại bồi thẩm đoàn đó họ chỉ xét xem một người đó có cần phải truy tố hay không mà thôi. Nếu họ bảo là không cần truy tố thì coi như cái trường hợp đó bỏ luôn, dismiss. còn nếu đại bộ tầm đoàn mà họ bỏ phiếu, họ bỏ rằng người này bằng tất cả những bằng chứng này đấy thì cần truy tố người này nhưng mà họ dừng lại ở đó, cần truy tố thôi. tức là ngày hôm qua họ bỏ phiếu họ bảo là cần truy tố ông Trump về cái tội bỏ tiền để mua chuộc cô Uh, Stormy Daniel và một số những cái việc làm ăn gian trá, 30 cái tội gian trá khác về làm ăn. Sau đó thì cái thủ tục kế tiếp là ông Donald Trump sẽ phải ra lăn tay chụp hình và nếu là dân thường là bị còng tay. Không. nhưng mà người ta không tin là sẽ còng tay ông Trump bởi vì không muốn gây một hình ảnh nó tệ đến như thế. Rồi mới tới một phiên tòa. Thì ông Trump có kháng cáo chăng nữa đó thì phải chờ phiên tòa cái đã. Thì lúc đó sẽ có một ông thẩm phán ngồi và có một bồi thẩm đoàn họ nghe luật sư của hai bên nói về cái trường hợp này. Sau đó thì đại bồi thẩm xin lỗi, thẩm bồi thẩm đoàn 12 người đó. Họ sẽ bỏ phiếu họ bỏ là ông này guilty or not guilty. Nếu mà guilty thì bị cáo được quyền kiện lên tối cao pháp viện. Mà tối cao pháp viện mà đã gõ búa rồi đó. Hoặc là dismiss, hay là guilty thì không có gỡ được nữa. Thành thử là chúng ta sẽ thấy rằng Nó sẽ còn một cái tiến trình lâu Nhưng mà cái điều đặc biệt Cho dù một người có bị đi tù Chăn nữa Đang ngồi trong tù Ăn cơm tù đó Vẫn được ra tranh cử tổng thống Có không? Chắc chắn Đó là luật hiến pháp của nước Mỹ Tại sao cô biết không? Bởi vì các bậc tổ phụ của nước Mỹ Khi mà lập quốc Họ đâu có bao giờ Họ nghĩ hết mọi trường hợp Họ viết trong hiến pháp Cho nên Sai đâu thì sửa đó không Cho tới giờ phút này Một người bị còng tay rồi bị tù rồi, ăn cơm tù rồi, không được gặp mặt gia đình bởi vì ở trong bốn phòng giam của chạy tục vẫn được quyền nộp đơn ra tranh cử tổng thống như thường. Yeah. Dĩ nhiên, không ai bầu cho hết, ngay cả cái đảng nó không bao giờ nó bầu cho cái người nó đại diện đảng ra tranh cử tổng thống đâu, nhưng mà luật của nước Mỹ, mm. law is the law. Tức là một người bị tù vẫn có quyền ra tranh cử tổng thống. Bởi vì cái điều đó không được ghi ở trong cái quy định đối với những người ra tranh cử tổng thống quy định người đã tranh cử tổng thống phải là người sinh trưởng ở nước mỹ ví dụ như vậy thì bắt buộc phải là như thế còn không ghi trong đó là người đang ngồi tù hay bị tù tại vì người ta không có nghĩa không ai nghĩ rằng đến một lúc có những người như vậy ra tranh cử tổng thống cho nên điều đó chưa được ghi nhưng mà sau này có thay đổi không thì chúng ta phải chờ xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy 2Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, quay trở lại với đời sống hàng ngày. Một cái nghiên cứu cho đặt ra cái câu hỏi rằng là thu nhập của một người bao nhiêu thì có thể sống thoải mái ở tiểu bang California. Ừ. Ở tiểu bang vàng đó. Thì theo bác Thái là bao nhiêu để sống thoải mái ở tiểu bang này? <laughs> thoải mái định <là> nghĩa như <laughs> thế nào là thoải mái? Dạ, yeah, đó là cái câu, cái câu trả lời rất là Um, bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thoải mái cái câu đó khó tại vì người Việt Nam mình bao nhiêu cũng đủ hết um, người Việt Nam mình uh, họ hỏi như vậy là có giàu không nhiều người như bác Thái này sống ở ngay tiểu bang California thu nhập theo như người ta tính toán á, là của, của ở đây của bên uh, MIT họ làm cái uh, cái nghiên cứu này để thấy rằng là để mà sống sống được thoải mái giống như, như họ tách ra có những cái khu vực mà giàu những khu vực mà À, ví dụ như là San Francisco, Oakland Beverly Hill nó phải khác rồi. Thì ở đây, đây là cái mức lương mà sau khi trừ thuế nha. À, sau khi trừ thuế. Ngọc Lan nghĩ đây là gia đình đó. Oh, một người yeah. chứ. Tại vì nếu mà gia đình không thể nào 84 ngàn mà sống ở San Francisco. Nổi. <cười> <cười> sau khi trừ thuế 84 ngàn. Như vậy là trước khi trừ thuế cái cái số tiền này là phải là người ta gọi là cái mức lương là ba số là ba con số là tức là trên 100 ngàn ở San Diego, ở cái, cái vùng đó đó thì là ngót ngắt cũng phải gần 80 ngàn mới có thể là sống thoải mái. Uh, Los Angeles, Long Beach, Anaheim gần mình ở đây cũng phải trên 76 ngàn. Uh, Riverside, một thời nghe đến Riverside là nhà cửa rẻ lắm. Riverside, San Bernardino, Ontario cũng phải 67 ngàn. Không nghe nói đến vùng Orange County có thể là vượt quá những cái mức này chăng? Thì đây là những cái nơi mà họ nói là cái những cái thành phố này giống như là hơi high class một chút. Quý vị sống phải tiền nó nhiều hơn một chút. Nhưng mà cũng có những cái nơi mà ở ở Mỹ nha, ở Mỹ cái đó là ở California, ở Mỹ á quý vị vẫn có thể uh, sống một cách rất là thoải mái nhưng mà không cần đòi hỏi phải lương cao như vậy. À, ví dụ như là St. Louis ở Missouri, chỉ cần 57.000 trên 57.000 thu nhập là sống sống ok. À, rồi những cái vùng ở bên uh, Michigan thì đó 58.000 hay là ở nơi mà đông người Việt mình sinh sống như là Houston, Houston, Texas thì là trên 62.000 là sống thoải mái. À, thì khi mà những cái hay là San uh, San Antonio ở bên Texas 59.000 thì khi mà đưa ra những cái con số này đó, thế nào những người Việt Nam mình cũng nói wow well, Tại vì người Việt Nam ở đây quanh cái khu vực này, những người uh, đi uh, đi làm nhà hàng nè À, đi làm nail nè những cái công việc mà lãnh tiền mặt nè làm gì mà có cái chuyện mà khai thuế đến mức mà trên 50.000 đến 40.000 cũng chưa có đến 30.000 thậm chí còn chưa có nhưng mà họ vẫn có nhà họ vẫn sống thoải mái đó cho nên là hồi nãy nói là như thế nào là thoải mái như thế nào là đủ nó tùy theo cái cách nghĩ của mỗi người à, có người là sống thoải mái có nghĩa là căn nhà đó 3 phòng là phải có sử dụng ba phòng đó cho những người trong nhà ví dụ như cặp vợ chồng hai đứa con là ba phòng nhưng mà cũng có những người việt nam mình mua một căn nhà lớn ba phòng xong rồi người chủ nhà sẽ sống ở gara ừ. còn lại quy cái nhà cho thuê <laughs> <laughs> đó là cái chuyện đó là thực tế ở đây mà chưa kể đó là không phải là cho thuê như vậy cái gara đó còn ngăn ra nữa hay là ngoài sơn còn ngăn ra nữa thì họ sống rất là chật chội đôi khi mình cứ thắc mắc rằng là ủa như vậy thì người ta dùng tiền để mua căn nhà đó rồi cho thuê đó để làm cái gì mà bản thân mình thì phải sống một cách nó 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 gò ép như vậy sống một cách mà nó chật chội như vậy hay là nó thiếu tiện nghi như vậy thì cái câu trả lời cũng chỉ có chủ nhà mới trả lời cái người đó trả lời được thôi chứ mình không trả lời thay được theo bác thái thì sao à, cô cô ngọc lan nói về cái chuyện mà có một căn nhà ba phòng xong cho thuê hết để mình ở gara đó thì tôi đưa một thí dụ tôi đến nhà một người bạn chơi tôi thấy họ cái bộ xe lông của họ là họ lấy cái cái khăn tắm cũ đó họ trùm cho đầu tới cuối xong tôi mới hé hé tôi lén lén ông chủ nhà ông đang nấu ăn tôi lén lén tôi nhìn tí xíu thì phía trong là da mới toanh à tôi hỏi bạn tôi tôi tại sao ông phải làm vậy chi về hướng cho nó sướng và không ơi tôi trùm về cho nó giữ nguyên như vậy để khi tới khi tôi dọn nhà tôi bán nó vẫn còn nguyên Tức là nếu mà họ ở căn nhà đó mà họ trước khi họ dọn đi chừng 3 năm, 4 năm, 5, ừ. 5 năm chẳng hạn. Ừ. Tức là họ không được hưởng một tí nào cái bộ salon lông mới cả. Yeah. Họ hưởng một cái khăn lông cú. Cái đó thì mỗi người định nghĩa cái. Ừ. Hạnh phúc là do cái define của mình. Do cái định nghĩa của mình thôi. Tôi đưa thí dụ là ở Cách đây chừng 4 tuần lễ tôi đi ăn một bữa ô oh, can eat. Thì tôi vào đối với tôi cái cá sống Sashimi trong cái bữa ô oh, là ngon lắm rồi. không Nhưng mà người bạn bên cạnh mà, tôi không thể nào ăn cái món cá này được tôi ừ. hỏi tại sao vậy bảo ông ơi ăn cá sống nó không ăn như vậy ăn những cái miếng một miếng thế này thôi nó phải là 11, 12 đồng một miếng thì nó mới ngon ông ăn cả một cái tô thế này mà ông chỉ trả có một lần rồi ông ăn đủ mọi thứ khác cá nó không thể nào ngon được nhưng mà đối với tôi cái định nghĩa của tôi được ăn món cá sống như thế là vui rồi nhưng mà đối với ông bạn tôi thì tiêu chuẩn ông cao hơn không ừ còn có những người bạn họ nói với tôi thôi chứ tôi không biết cái cái cái, cái, cái thực tế là như thế nào họ ăn những cái tiệm mà được liệt kê là Michelin, Michelin của Lan đúng không? Ừ, vậy à, vậy. À. dạ. tiệm được Michelin mà hai sao ở cái vùng đâu ở bên ở Vai hay là Tustin phải trả tiền trước 450 đồng cho một người nếu mà ngày hôm đó mà lại không đến thì mất hết tiền đó luôn ừ. nhưng mà đó là chưa kể tiền rượu đó nhá thì đó là cái định nghĩa của cái người đó thoải mái có nghĩa là được ăn một bữa Michelin như vậy ừ. còn với tôi thoải mái ấy, đôi khi tí nước phở ăn với cơm nguội là vui rồi đó à, bởi vì mình đã chạy qua những ngày cơm còn không có mà ăn ừ. thì một tí nước phở nóng có một chén cơm nguội xương lắm thế đó là định nghĩa cái sự thoải mái nó nằm ở cái chỗ đó yeah. mà dĩ nhiên có những cái những cái chuẩn mực nó hơi uh, phải common sense một chút chung một chút thí dụ mình đã lỡ mua khi đôi giày rồi thì phải đi chứ đừng có lót giấy vào trong đó xong đi để mai mốt bán lại thì cái điều đó cũng hơi hơi quá đáng. Yeah, khi mà đọc những cái nghiên cứu này thì mình sẽ thấy khá là nhiều cái điều thú vị người ta sẽ dựa trên những cái tiêu chuẩn nào để mà họ đưa ra những cái nhận xét như thế rồi mình thấy là mình có đáp ứng mình có nằm ở trong những cái khuôn mẫu đó hay không trong những cái khảo sát đó hay không rồi tùy mỗi người nhưng mà chung quy lại ở trong đời sống hàng ngày theo Ngọc Lan bản thân mình cảm thấy mình hài lòng với tất cả những gì diễn ra là điều đó là cái điều quan trọng nhất à, mình không cần là phải 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 theo phải theo ai đó phải làm cái gì đó mà bản thân mình mình cảm thấy mình hài lòng mình tự tin ở mình đó là cái điều tuyệt vời thưa quý khán giả tại vì cô Lan nêu vấn đề là ra cho nên ngày thứ sáu cà phê sáng cho tôi kể một cái chuyện có tính cách riêng tư để Mày mình thấy... định nghĩa thế nào là hạnh phúc nha. Ừ. trước năm 1975 có những lúc mà tôi lái xe Honda đi học đó đi ngang qua mấy cái chợ tôi thấy những ông họ sửa xe đó tay chân thì dính dầu mỡ hết họ cầm một cái đĩa cơm họ ăn với nhau đứng ngoài đường họ ăn vui vui vẻ lắm tôi đi ngang theo tôi nghĩ thầm hồi đó mình hỗn mình nghĩ sai mình một trời mấy ông này ông ăn vậy thì có gì đâu mà vui thôi đời sống có gì đâu mà hạnh phúc đứng trang trang giữa nắng tay thì dầu mỡ ăn đĩa cơm mà sau năm 1975 thì một giai đoạn tôi lách tôi đạp xe xích lô thì ba bốn tên xích lô ngồi ăn với nhau trời thì nó mưa hơi lâm râm thôi cầm một cái đĩa một cái con cá mà họ kho cũng không lấy gì làm Làm ngon lành lắm mà cái mùi nó cũng tanh tanh nữa không nhưng mà lúc đó đói quá mưa nó nhỏ xuống cái đĩa cơm mình ăn nói chuyện với bạn bè cùng cái đám đạp xích lô ui sướng lắm bởi vì được ăn một đĩa cơm mà lại có một quả ớt hiểm nữa không thì đó là hạnh phúc cái định nghĩa yeah. hạnh phúc nó, nó không có một cái mẫu mực nào cho tất cả mọi người nhưng mà cái mà cô ngọc lan vừa mới đưa ra đó là một cái cuộc nghiên cứu của mit tức là cái viện mà lớn nhất của nước mỹ mà, gọi là massachusetts institute of technology cho nên họ đưa ra cái tiêu chuẩn của american way chứ không phải là của vietnamese way yeah. <laughs> vietnamese way ngọc lan nghĩ là vietnamese way có một lúc nào đó sẽ có ai làm một cái nghiên cứu để thấy được rằng là cái đời sống của người việt ở ngay tại mỹ ngọc lan nghĩ nó nó thú vị lắm luôn á nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị cô có thấy là xin lỗi khán giả tôi làm cho Little Saigon TV cũng mấy năm nay chương trình cà phê sáng mới lại làm với ừ. anh Thụy không cô có đi không một tuần lễ thôi cái vòng trở lại cũng cái áo này thôi và cũng <laughs> cái áo nâu này cái cravat này cái cravat này nó bao nhiêu năm nay rồi nó cứ vòng đi vòng lại bởi cái tiêu chuẩn mình thế thôi, mình thấy là mặc như thế là cũng được rồi, mặc thế, thế là lễ phép rồi, thành không sao. Ừ, thế mà cũng nhiều người là phải chờ để mà xem Đinh quan thái vào mỗi ngày. Không thứ xem 6. cái áo là có cái áo mới không? chứ trong cái nhà quê quá. À, thưa quý vị, đó là liên quan đến cái chuyện mà mức lương như thế nào là đủ sống một cách thoải mái ở tiểu bang California. À, trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã nghe à, bắt đầu từ à, khoảng à, giữa năm của năm 2022 trở đi thì tình hình nhà cửa địa ốc bắt đầu nó tuột dốc nó tuột dốc mà nhiều người nói là thấy là rất là đáng sợ à, xuống giá nhiều quá nhưng mà bây giờ đang có một cái dấu hiệu đáng mừng đó là à, giá nhà ở miền Nam Cali đã bắt đầu nó tăng lên rồi cái số lượng nhà bán nó đang cũng đang tăng lên và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408 sáu 1070 Happy 2Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói về giá nhà cửa, giá nhà cũng như là số lượng nhà bán ra ở khu vực Nam Cà đang bắt đầu là có nhiều nơi đã tăng lên chứ nó không có tuột xuống hay là đứng chừng lại như là thời gian qua. mặc dù là khi mà cái tiền lời lên có lúc lên hơn 7 chấm làm cho người ta ngần ngại trong cái việc mà mua nhà bởi vì cái số tiền người ta đóng ra hàng tháng nó nó quá nhiều so với lại trước đó À, tuy nhiên vẫn có những căn nhà Bán ra cao hơn cái mức Mà chủ nhà đòi hỏi rất là nhiều Vừa mới ngày hôm hôm qua đi thôi Một người quen Mà Ngọc Lan biết Họ làm cái công việc buôn bán nhà đó Họ phải lên, họ than thở rằng là Chủ cái người mà họ giúp tìm mua nhà đó Đã đồng ý trả trên cái mức Mà yêu cầu đó 50 ngàn Trả trên 50 ngàn rồi Mà vẫn không mua được Là bởi vì cái người mà mua được căn nhà đó Trả hơn đến 200.000. Ngàn. Ngàn. 200 ngàn cho một căn nhà. Trong thời điểm này thì quý vị cảm thấy là không phải là bây giờ nhà là cứ thả đó mình muốn mua là mình mang tiền ra mình mua được không phải. À, theo cái thống kê này cho thấy đó là mặc dù à, so với hồi tháng Giêng, nhà một số nơi vẫn có dấu hiệu giảm nhưng bên cạnh đó thì nhiều nơi là nó tăng hơn. Thì đó là cái cái điều mà người ta cảm thấy là à, những dấu hiệu mà đáng mừng. Ví dụ như là ở người ta tính chung, người ta tính chung nhà condo hay là townhouse ở California đó, ở trong tháng Giêng á là nó là trung bình là 580 000 nhưng mà tháng 2 vừa rồi nó đã vọt lên là 615 000 thì đó là nó tăng. Hay là ở cái khu vực mà Los Angeles cũng vậy, tháng Giêng là 700 nhưng mà tháng 10 tháng tháng 2 đã lên 710 000 rồi khu vực tính chung cái khu vực mà ở Nam Cali đó thì ở tháng Giêng cái giá trung bình là 738 ngàn thì tháng 2 vừa rồi nó đã lên đến 745 ngàn mặc dù cái giá này so với lại cái hồi người ta tính cái mốc mà cao giá nhà cao nhất đó là tháng 5 của năm 2022 lúc đó giá nhà trung bình ở miền Nam Cali phải tính đến là 900 ngàn khủng khiếp như vậy bây giờ nó tuột đứng xuống cái mức này rồi à, cũng có nhiều nơi thì giá nhà nó xuống thấp hơn so với lại à, Um, trước đó ví dụ như ở cái khu vực mà Contra Costa thì hồi tháng giêng nó là 736.000 thì tháng 2 nó là 700 uh, xin lỗi um, nó, nó nó thấp hơn Ngọc làn do cái chỗ để, để mình đưa ra nó bị bị sai Ví dụ như ở đây solano trước đó là 580.000 nhưng mà vừa rồi tháng 2 thì nó còn là 555 000 uh, ở khu vực mà miền Nam California của chúng ta ở đây thì à, nếu như ở vùng ở à, hồi tháng Giêng, hồi tháng Giêng là 778, tháng 2, 726 là nó có xuống, nó có xuống. Nhưng mà bên cạnh đó những cái vùng mà cái giá nhà mà à, kiểu như là thích hợp với mọi người đó. Ví dụ như là Riverside, tháng Giêng là 585, nhưng mà tháng 2 là tăng lên là 595, tức là có những vùng nó xuống nhưng mà nhiều vùng thì nó vọt lên mà những cái vùng mà nó vọt lên á thì thường nó rơi vào những cái vùng mà người ta cảm thấy là nó nó phù hợp nhiều hơn với lại à, đa số còn những cái vùng mà dâu á nhà dâu á thì à, những cái vùng đó thì lại à, có dấu hiệu là nó đi xuống bởi vì người ta với không nổi mà cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái khuynh hướng của người Mỹ bây giờ nhiều nơi á người ta không có muốn mua những căn nhà quá đắt tiền nữa là nó thích hợp với lại cái số tiền à, của giống như là trung trung á thì người ta dễ mua và dễ bán hơn. Thì đây cũng là một cái tin để cho những ai mà quý vị đang ngấp nghé đến cái chuyện mà mua nhà thì chúng ta cân nhắc để xem rằng à, như nhiều lần chúng ta đã nói, mua nhà đó là một cái duyên. Khi mà mình thấy mình có đủ cái điều kiện để mình đáp ứng được mua nhà, trả tiền nhà thì mình mua chứ nếu cứ chờ đợi à, xem nó có xuống hay không, xuống hay không thì đôi khi cái cơ hội nó đi qua rồi. Thưa quý vị, có một tin vui đối với Tòa Thánh Vatican là Đức Giáo Hoàng Francis sẽ được bác sĩ cho về lại Tòa Thánh, tức là ra khỏi bệnh viện vào ngày mai. Đức Giáo Hoàng Francis năm nay 86 tuổi và theo như phát ngôn viên của Tòa Thánh là Matteo Bruni thì Ngài đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Tư vừa qua bởi vì có triệu chứng là bị sưng phổi. Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành cái lễ Palm vào ngày Chủ nhật này ngay tại St. Peter Square. Uh, tin của tòa thánh cho biết là đức giáo hoàng uh, chiều ngày hôm qua đó đã ăn pizza một cách rất là ngon miệng với uh, một số các bác sĩ và cảnh sát bảo vệ an ninh cho ngài. Và sáng ngày hôm nay ngày thứ sáu tính theo giờ tại Âu Châu thì đức giáo hoàng thức dậy ăn sáng xong uh, đọc một số tờ báo uh, làm việc ngay tại cái giường nằm của mình trong bệnh viện và ngày mai thì Đức Giáo Hoàng sẽ trở về căn nhà của Ngài tại Santa Marta để tiếp tục làm việc. Thưa quý vị, từ mấy ngày vừa qua thì rất nhiều người đã dâng cái lời cầu nguyện cho vị chủ chân giáo hội công giáo Hoàn Vũ. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Francis là một khuôn mặt mà được rất nhiều người, ngay cả những tôn giáo khác, hết sức lại yêu mến. Ngày xưa thì có Đức Giáo Hoàng John Phao đề nghị rồi sau đó tới đức giáo hoàng Benedicto và bây giờ tới đức giáo hoàng Francis ngày mai ngài sẽ trở về nhà. Yeah. À, thưa quý vị chúng ta đang sống ở trong một cái đời sống mà mạng xã hội rất là nhiều à, khi mà lên trên mạng coi đó có những cái điều nó bổ ích, nó tốt à, nhưng mà cũng có những cái mạng xã hội, à, những cái website hay là những người lên để họ thực hiện những chương trình á người ta gọi là độc hại tuyên truyền những cái lối sống độc hại um, mấy ngày hôm trước thì ngọc lan thấy uh, có một số bạn uh, đồng nghiệp gửi cho coi nói là ồ oh, chị là coi nè có người lên youtube họ làm những cái trò này nè mà người xem quá đông người ta vô người ta xem nhiều quá thì khi vào đó quý vị có thể tưởng tượng được chỉ làm nhiêu chỉ cái cách để mà giải kiếm tiền ở trên uh, À uh, Tinder, Tinder, là một cái trang trang giống như là cái trang web mà tìm bạn, tìm kiếm người tìm yêu. Tìm gian dối trên dạ. Tinder hả? Thì cái cô cô này trẻ lắm Việt Nam, rất là trẻ. Cô lên cô ngồi cũng kể chuyện mặt mài cũng xinh xắn lên ngồi kể chuyện cái cách dạy người ta cái cách kiếm tiền ở trên Tinder. Uh, giống như là hay ho lắm. Cô chỉ làm sao? Rồi kiếm tiền rất là dễ. À, ví dụ như ngày hôm đó là làm quen, hẹn làm quen với một cái anh chàng nào đó Thì lúc lúc về thì giả bộ nói là Ô à, bây giờ phải kêu kêu xe đi về nhưng mà bây giờ không có cái tiền mặt để trả à, Anh có thể à, cho em mượn trước 200 ngàn Rồi sau đó em sẽ à, giống như là Giống như bên mình ở đây chuyển lại, sẽ chuyển khoản lại trả anh được không Tại vì số tiền 200 ngàn á Ở Việt Nam á là nó khoảng ra 8, 8 đô la Thật ra 200 ngàn đối với nhiều người nó không có lớn nó vừa cho nên bây giờ thử tưởng tượng một người đàn ông mà một cô gái mở miệng ra hỏi mượn 200 trăm ngàn như vậy trả tiền thì chẳng lẽ thường người ta đòi? Tại sao mình hỏi là tại sao cô mượn yeah. 10 đồng mà cô mượn có 8 đồng thôi? Dạ <laughs> thường người ta sẽ không đòi. Ừ. thì cô nói á chỉ cần như vậy thôi mà trong một ngày mượn nhiều người ừ. thì một tháng kiếm tiền dễ lắm cái số tiền đó nó nhân lên nó kiếm được nhiều triệu thì đó là cái cách mà cô ta hướng dẫn những người khác đó ha rồi hay là à, cô ta mượn bằng cái cách ở à, hôm nay mình mình thiếu một chút này mình thiếu một chút kia những cái cách như vậy đó mà những cái cô gái trẻ này để lên để mà hướng dẫn ở trên những cái mạng xã hội cho nên bây giờ nó gọi là cổ suý cho những cái lối sống mà gian dối lối sống độc hại qua những cái app như vậy đó thì người ta nói nó nguy hiểm quá cần phải có những cái biện pháp gì đó thì để bộ mà là sao xin lỗi cô Thu yeah. 3 triệu tiền đi muộn là gì Ồ oh, ok Thì đây cũng cái cô này uh, Cô này chỉ một cái cách nữa Ví dụ như uh, cô, uh, quen với một anh chàng. Yeah. cô quen với một anh chàng Cô quen với một anh chàng Thì cứ mỗi lần mà uh, hẹn như vậy Nếu như mà anh chàng đó tới muộn uh, Thì cứ một lần như vậy Thì móc túi ra Là đóng cái tiền đi phạt là 100 ngàn oh, 100 ngàn tiền... cho một phút tiền 100 phạt đó. ngàn tiền phạt À, cô nói là sẽ biết có những người Ví dụ người ta bận đi làm hay gì đó Mà mình sẽ đặt ra những cái giờ hẹn Làm sao để cho họ luôn luôn Họ phải đến trễ một ít Thì cứ một phút là 100 ngàn 5 phút là 500 ngàn Và cứ nhân lên như vậy Thì cũng tìm kiếm được Mặc, mặc dù lúc đầu á, thì nghe vui vui Những anh chàng nào bắt đầu là Là đà làm quen với những nàng này Thấy cô nàng này ô đúng giờ Đặt ra vậy ô anh sẽ đến đến đúng giờ Nếu anh đến trễ anh sẽ đồng ý Anh nộp phạt cho em cứ móc túi ra đưa như vậy cảm thấy là vui nhưng mà cái người kia thì có chú ý phạt anh chàng này 500 phạt anh chàng kia 500 ngàn cứ cộng cộng lại kiếm tiền rất là dễ thì đó là những cái cách mà nó nhưng mà lạ một cái nha người ta lên người ta coi người ta coi nhiều lắm coi ô rồi có góp ý thêm có người thì lên để mà chỉ trích nhưng mà nhiều người thì cảm thấy ô tôi bắt trước cái này được rồi nha <cười> <cười> thì bây giờ người ta đang nói là đối với lại những cái dạng mà youtube câu view cái kiểu như vậy hay là trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội khác đó là cần có những cái biện pháp gì uh, về phía ở này là cũng người ở Việt Nam hay là đối với lại trên những cái uh, người quản lý của những cái trang đó người ta phải có cái cách gì đó để mà hạn chế bớt những cái chuyện như thế này uh, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn bác Thái hẹn gặp lại quý vị và bác Thái vào chương trình tuần tới xin chào toàn biệt quý khán giả và cô Ngọc Lạn